Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà cách bào bắp chuối trắng giòn để được lâu mà không cần dùng chanh hay dùng giấm. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 2 chén bột gạo, mỗi chén là 40g, 1 cái hoa chuối. Mình chuẩn bị 2 thau nước, mỗi thau 4 lít. Mình cho 2 chén bột gạo vào, mình khuấy đều. Cái củ chuối mình mới cắt mà nó đen thui à. Cái bông chuối này mình đã rửa sạch và mình lột hết cái vỏ già. Mình đã lột kỹ quá thì ăn nó không có giòn. Cái vỏ đỏ đỏ này nè, ăn nó giòn lắm. Mà nếu mà già quá thì nó sẽ cứng. Mình lột ra mình bỏ cái trái chuối ở bên trong. Bây giờ mình xếp lại để mình cắt. Mình có thể dùng dao hai lưỡi cũng được và dao thường này cũng được. Mình cắt tới đâu là mình bỏ xuống nước tới đó. Dao dính mũ chuối thì mình lấy dao nhỏ mình cạo. Mình bỏ bớt cái vỏ già đi. Mình bỏ cái chóp da này đi. Bây giờ mình cắt bớt cái đầu nhọn. Bắp chuối cái phần trắng này nè, nó không có giòn bằng cái phần đỏ. Mình lấy tay mình kì kì cái phần nhựa vẫn được. Bây giờ mình cắt ra để mình lấy những trái chuối nhỏ trong này ra. Bây giờ mình khuấy cái thau nước bột cho nó đều. Bây giờ mình rửa xong mình thả qua cái thau nước gạo bên này. Bắp chuối của mình trắng tinh. Bây giờ mình cũng rửa và mình thả qua cái thau nước thứ ba. Nước thứ ba thì mình không cho gì hết. Và đây là thau nước thứ tư. Đây là thau nước thứ 5. Cả nhà nhìn thấy thau nước thứ 5 của mình nè, trong veo. Đây là hoa chuối mình đã rửa sạch và để ráo. Hoa chuối thì làm được nhiều thứ, ta có thể làm gỏi, xào, nấu canh chua, ăn với lẩu, ăn với bún. Mình bỏ trong bịch ni lông á, mình cột chặt lại, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, mình để được cả tuần lễ mà cũng không hư. Và cũng không đen. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.